Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tải một phần mềm, đó chính là Zenimotion, một phần mềm chạy giả lập máy ảo rất hữu ích cho dân lập trình Android. Đầu tiên các bạn vào trình duyệt tìm kiếm để download về, gõ download Zenimotion. Kết quả tìm kiếm trả về, các bạn download phiên bản personal. Và đây thì muốn tải về thì nó bắt mình phải yêu cầu đăng nhập. Thì những bạn nào mà chưa có tài khoản thì có thể đăng ký ở tại đây. Còn như mình là có rồi thì mình sẽ đăng nhập vào. Ok, sau đó thì nó sẽ dẫn chúng ta đến phần download. Đây là phiên bản dành cho Ubuntu 18.4. Chúng ta tải về. Được rồi. Sau khi tải về, chúng ta mở terminal lên. LS. Chúng ta vào phần download. Ở đây như vậy là trong thư mục download của chúng ta đã có file vừa tải xuống của Zenimotion. Nhưng mà việc đầu tiên chúng ta cần phải, để chạy được Zenimotion thì cần phải cài một cái phần mềm hỗ trợ, đó chính là VirtualBox. Đây, các bạn có thể lấy lệnh này để tải VirtualBox về. Copy đi, paste nó vào. Ok, nhập password, chọn yes. Chúng ta đợi một lúc trong quá trình cài đặt. Tốc độ cài đặt nhanh hay chậm thì phụ thuộc vào cấu hình máy của các bạn và tốc độ của mạng Wi-Fi. Chạy khá lâu. Cho những bạn nào không biết thì trong Android Studio cũng đã có máy ảo của Android. Nhưng mà nếu máy bạn nào mà cấu hình mạnh thì có thể chạy cái đó sẽ mượt. Nhưng nếu bạn nào mà có máy cấu hình yếu ấy thì chúng ta có thể tải Zenimotion về để chạy thay thế cho máy ảo được cài sẵn ở trong Android. Như vậy là quá trình cài đặt VirtualBox cũng đã xong. Chúng ta clear đi, mình cho sạch sẽ. Ok, lưu ý đi. Sau đó chúng ta sẽ cần phải giải nén cho file Zenimotion mình vừa tải về. Đầu tiên thì các bạn sẽ giải nén Zenimotion.
trình giải nén đang diễn ra. Ok, giải nén đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ cần trở về. Và cái phần mềm của chúng ta sẽ nằm trong thư mục Option. Zenimotion. Chúng ta sẽ chạy Zenimotion. Vừa hoàn thành phần tải xuống và cài đặt Zenimotion. Ok, clip đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.